Cây cúc mai nó đã nở rồi nè, cúc mai lớp trước nó búp búp nè. Này tại vì trưng trong nhà nhiều quá, lâu quá, 3-4 bữa rồi, nay mùng 5 rồi, trưng bữa mùng 1 tới giờ á. Không nên phải nắng nó bị rụng mà. Đấy. Nó nở 5 bữa luôn á. Đây. Đây nó nở nên nó không có không khí, nó không có ánh sáng mặt trời nó sẽ bị rụng á. Nó rất là dai, 5 ngày rồi đó. Cây này nha. Cái lần trước mình quay là nó chưa có nở, hôm nay nó nở rất là nhiều rồi. Rụng đặc luôn nè. Nụ nè. Như bông cúc vậy. Khi mà nó nở nó không có rụng liền á, rất là dai, 5 ngày liên tiếp có sâu luôn rồi. Này có sâu luôn, 5 ngày liên tiếp luôn. Đấy, nhưng mình sẽ phải cắt ra hết các bạn để mình dưỡng lại ha. Đấy, mình sẽ cắt tất cả những cái nụ này, là tất cả bỏ những cái nụ này để cho cây mai nó có sức lại. Nếu mà chúng ta để đây này đậu trái nè ha. Nếu mà chúng ta muốn muốn ươm lại cúc mai nguyên thủy á, đây chúng ta sẽ dùng cái trái này nè, lấy cái đậu trái nè ha, đậu trái nè, lấy cái trái này ươm lại ha. Này đậu không có nhiều lắm, nó đậu chỉ có 2-3 cái thôi, mình sẽ ươm lại, giữ lại ươm lại luôn. Mình để nếu mà chúng ta giữ lại cái này thì nó mất sức lắm nha. Nếu không thường chúng ta sẽ phải ngắt bỏ hết á, ngắt bỏ hết tất cả những cái nụ này để cho cây nó sung sức lại, nó dồn dưỡng chất sau một mùa Tết. Nó nở quá nhiều rồi, nó quá mệt đó này. Thấy hôm nay chúng ta muốn ươm lại á, đây có mấy cái đậu trái nè, ta ươm một cái để cái hộp này nó già lên, ta ươm lại. Này mình sẽ ngắt tất cả ha, bỏ hết. Để trong mát ha. Đây dưỡng dưỡng cây mai cúc sau Tết nè, ngắt tất cả, bỏ tất cả hết. Chúng ta sẽ để trong mát khoảng tưới nước rồi bình thường á, để trong mát tưới nước rồi bình thường. Đây, lúc này bộ rễ rất là yếu á, bộ rễ nó nở xong rồi nó không còn lá để nó ăn quang hợp nữa. Ta phải tưới nước à, tưới đừng có ẩm quá, ẩm quá nó thúi rễ á. Tưới ít thôi. Chỉ có tưới lên phần thân này nè. Đây, dưỡng mai sau Tết ha. À, đầu tiên chúng ta sẽ lặt trụi luôn nè. Đừng có tiếp mấy cái bông, nếu mà để cái bông là nó nở thì rất là chết cây luôn á ha. Lặt trụi mấy cái nụ hoa này hết, mấy cái này lặt hết ha. Đấy. Nếu mà những nhánh này nó dài quá chúng ta cắt bỏ. Mấy nhánh này. Đó, cái nó dài quá chúng ta cắt bỏ, dùng kéo cắt bỏ. Cắt bỏ cho nó tròn lại, nó sang năm sau sang nó sẽ ra lại cái khác à, đừng có tiếc. Rồi, xin chào anh em nhé. Đây cúc mai nè. Một mình nó là quá trí luôn.